Anh xin trả lời câu hỏi này của em ha. Thì đơn vị xây dựng dự án The Standard của chúng ta đó là Ricom. Thì hiện nay tập đoàn Ricom là một trong ba tập đoàn xây dựng hàng đầu của Việt Nam. Bên cạnh tập đoàn như là Cotecom, Hòa Bình thì Ricom là đang đứng ở top 3 của tổng thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam. Và hiện nay Ricom xây dựng rất là nhiều dự án cao cấp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và trước giờ những cái dự án mà chủ đầu tư An Gia phát triển là do đơn vị Ricom xây dựng hết. Và những cái cư dân mà sở hữu những căn hộ tại các dự án do An Gia phát triển, do Ricom xây dựng thì họ rất là hài lòng về cái tiến độ xây dựng và chất lượng xây dựng của các dự án do An Gia phát triển. Và điển hình là dự án Standard của chúng ta, thì như em thấy sau lưng của anh á, thì đây là những căn nhà phố liền kề nè. Chủ đầu tư An Gia trước khi mở bán cái dự án này á, là họ đã triển khai cho xây dựng trước những cái căn nhà mẫu để mà cho khách hàng tham quan thực tế. Cái thời gian mà triển khai mở bán cái đợt đầu tiên là tháng 10 2020 và hiện tại là cuối tháng 11 2021 rồi. Như em thấy là công trình của chúng ta xây dựng cực kỳ là nhanh luôn. Em nhìn theo bên tay phải của anh này ha. Đó. Rồi, bên đây nữa. Rồi, và sau đây là những cái hình ảnh flycam thực tế. Đây là những hình ảnh flycam thực tế anh đã quay từ trên xuống cận cảnh cho em thấy cái tiến độ xây dựng của những cái căn nhà phố đã bán rồi và những căn chưa bán cho khách hàng, xây dựng cực kỳ là nhanh luôn. Và có thể là quý 2 2022 sắp tới là chủ đầu tư An Gia sẽ bàn giao đồng loạt cho cư dân, là bàn giao một lúc luôn ha. Những cái căn mà dù chưa bán hay bán rồi, chủ đầu tư An Gia đều gọi là xây dựng hoàn thiện hết rồi bàn giao đồng loạt để mà cho cư dân mình sở hữu một lúc luôn, để sử dụng ngay những cái tiện ích vô cùng cao cấp tại dự án Standard này. Rồi, em thấy tốc độ xây dựng rất là nhanh đúng không? Rồi mình sở hữu ngay một căn nhé.